I think that at least, you know, we can recognize them very well and doing a good job, and they fought for a just cause. They did. Yes. They did. Would you say something and recognize the South Vietnamese Army, and then because I keep them in my heart all Well, my life. I keep them in my heart too, because the one thing I'm proud of in Vietnam is the way that our soldiers, sailors, and Yeah. airmen and Marines fought. Yes. I know there were all sorts of aberrations, but they were just aberrations. Almost all of the soldiers, sailors, Marines that Gene and I had anything to do Yeah. with fought Yeah. because they believed in what they were fighting for. The South Vietnamese Army and their military is the same way. We're brothers under the skin, Yes. and they deserve your pride and they deserve your appreciation. Yes. And I just compliment you so much in doing what you can do Yes. to do something Yes. about that. It would be wonderful if we could have national recognition Yeah. of these people, Right. seek them out and help them just as we do our own Yeah. veterans. For the valiant soldiers, sailors, and airmen of South Vietnam and the wonderful people they fought to protect. Is that okay? Tội ác của Việt Cộng đối với dân tộc Việt Nam, do giáo sư Nguyễn Văn Canh viết vào ngày 15 tây tháng 4 năm 2000. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Việt Cộng, hay chúng ta còn gọi là VC, du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam, rồi áp dụng chủ nghĩa ấy một cách trung thành, dùng mọi thủ thuật với tham vọng là ép buộc dân tộc Việt Nam sống trong một chế độ xã hội chủ nghĩa trước khi đi đến mục tiêu cuối cùng là Cộng sản chủ nghĩa. Do sự chỉ đạo chặt chẽ của Lenin và Stalin, rồi Mao Trạch Đông, Việt Cộng nhất nhất từng bước thực hiện một cuộc cách mạng vô sản theo khuôn mẫu của quan thầy đề ra trên con đường tiến tới mục tiêu ấy. Dù bằng bất cứ phương tiện nào, với bất cứ giá nào, kể cả xương máu của dân Việt. Chính vì thế mà dân tộc Việt phải trả một giá quá đắt trong quá trình thực hiện của cách mạng này. Ở đây, tôi chỉ tổng kê một số những giá mà dân Việt phải trả trong cuộc cách mạng của Việt Cộng. Hay nói một cách khác, cái giá đó chính là tội ác của Việt Cộng gây ra cho dân tộc Việt Nam. Tại miền Bắc, giai đoạn phá hủy, trên đường tiến tới cướp quyền và nắm quyền lực, trong giai đoạn vận dụng chiếm chính quyền, giai đoạn này được kể là từ suốt trong thời kỳ từ khi Việt Cộng hoạt động cho tới năm 1954. Giai đoạn này gồm hai thời kỳ. Từ đầu cho đến 1946 là thời kỳ tranh chấp quốc cộng. Việt Cộng lừa người quốc gia trong chiến lược liên minh, rồi bí mật thủ tiêu. Không ai biết rõ con số là bao nhiêu. Tuy nhiên có thể nói là hàng ngàn người, gồm các lãnh tụ đảng phái, Việt Quốc, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Duy Tân, Đại Việt Dân Chính, Đại Việt Quốc Xã và nhiều đảng khác. Các lãnh tụ các tôn giáo cũng bị thủ tiêu trong giai đoạn này. Sự chém giết rất tàn bạo và tràn lan khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng lên miền núi. Từ năm 1946 đến năm 1954,
là thời kỳ chiến tranh Việt Pháp. Các lãnh tụ đảng phái, tôn giáo còn sót lại là mục tiêu chính, cộng thêm các thành phần mà Việt Cộng gọi là tề điệp ác ôn ở nông thôn. Đây là những người hoặc công khai đứng về phía quốc gia cộng tác với Pháp để chống lại Việt Cộng, những người bất hợp tác với Việt Cộng dù không công khai chống lại chúng. Không xã nào là không có người bị ám sát hay thủ tiêu. Con số nạn nhân này có thể lên tới hàng vạn. Ngoài ra, hàng trăm ngàn thanh niên ưu tú của dân tộc phải nhập ngũ vào mỗi bên, đã bỏ mình trên trận địa hay bị thương trong cuộc chiến do Việt Cộng phát động. Trong giai đoạn này, nhiều di sản của dân tộc như đình, chùa, miếu mạo, nhiều tài liệu văn hóa bị tiêu hủy. Nắm quyền tại Bắc Việt, khi mới tiến vào các thị trấn theo Hiệp định Geneva 1954, Việt Cộng còn tỏ ra mềm dẻo, nên việc giết chóc không được ghi nhận tại Hà Nội, Hải Phòng. Lý do là có thời gian là 300 ngày cho những ai muốn di cư vào Nam. Những người ấy có thể trốn đi vào Nam, không biết rõ con số bị thủ tiêu ở các vùng xa xôi là bao nhiêu. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1954. Các biện pháp chuẩn bị, cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản mại bản, đánh tư sản dân tộc. Các công kỹ nghệ thương gia và những người giàu có tại các thành thị bị thanh toán. Toàn thể giai cấp này bị hoàn toàn loại ra khỏi xã hội, hoặc bị giết, hoặc bị đưa ra cải tạo dài hạn ở các vùng miền núi xa xôi. Tài sản cải tạo, kể cả tài sản của các công giáo, tôn giáo, bị tước đoạt như là nhà máy, kho tàng, phương tiện chuyên chở, v.v. Các cơ sở giáo dục từ thiện xã hội của tư nhân và trở thành tài sản của nhà nước. Các người bị gọi là trí thức như giáo sư, luật sư, văn nghệ sĩ, v.v. bị trấn áp và tư tưởng của họ bị uốn nắn để thích ứng với tình thế mới, tức là tư tưởng của họ bị tiêu diệt, không còn là tư tưởng cũ nữa. Cải cách ruộng đất, 5% nông dân bị thanh toán qua chương trình đấu tố, hoặc bị giết ngay tại đấu trường, hoặc bị đưa ra cải tạo dài hạn tại các vùng rừng núi do quyết định của các phiên xử, gọi là tòa án nhân dân. Gia đình của nạn nhân cũng bị loại ra khỏi xã hội. Tổng số của dân chúng Bắc Việt thời đó là 14 triệu người, mà 5% tức là 700.000 người. Trong số này, có 40.000 người đã biến thành đảng viên của Đảng Cộng sản. Họ bị quy tội là thuộc 5 thành phần địa chủ: phản bội, phản động, gian ác, địa chủ thường và địa chủ thuộc thành phần khác. Về sau, Việt Cộng lại cho thêm một loại thứ sáu, tức là địa chủ kháng chiến, vào thời kỳ sửa sai để phục hoạt cho những người còn sống sót trong số 40.000 đảng viên ở trên. Ruộng đất của họ bị tước đoạt và trở thành tài sản của nhà nước. Tổng số ruộng bị đảng cướp là 4.188.851.60 sào Tây, và có cả 800.000 người phải bỏ nhà di cư vào Nam. Xây dựng xã hội chủ nghĩa, các xí nghiệp quốc doanh ra đời và chính sách hợp tác hóa công nghiệp được thực hiện. Toàn thể dân chúng đặt trong vòng kiểm soát của đảng theo chế độ công điểm, hưởng thụ theo khả năng. Mọi quyền tự do của dân sự bị hạn chế. Giáo dục một thế hệ mới để trở thành công nhân mới của xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, toàn thể giá trị tinh thần, đạo đức, truyền thống của dân tộc đều bị tiêu diệt. Bạo lực là phương tiện chính yếu để đạt mục tiêu cuối cùng: xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tại miền Nam, giai đoạn tiến chiếm quyền hành từ năm 1954 đến năm 1975, không có con số chính thức về ám sát, bắt cóc, thủ tiêu các viên chức xã, ấp, các nhân sĩ nông thôn kể từ khi bạo lực được sử dụng vào tháng 7 năm 1959, là lúc chiến dịch đồng khởi bắt đầu tại Bến Tre, cho đến năm 1975. Có ước lượng cho biết là con số này khoảng 100.000 người tắm máu trong dịp Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, với các mộ chôn tập thể lên đến 4-6.000 người. Có bằng chứng cho thấy nạn nhân bị chôn sống hoặc chặt đầu bằng mã tấu, dùng bán súng hay vật cứng đánh vỡ sọ nạn nhân ra. Ngoài thiệt hại nhân mạng ra, tài sản bị phá hủy, không còn cách nào biết hết được. Tổng kết,
1.1 triệu thanh niên miền Bắc bị đưa vào miền Nam chiến đấu, bị chết trên chiến trường. Trong số này, có 300.000 người mất tích, 600.000 người bị thương, con số dân chúng bị tàn phế 3 triệu và 550.000 người bị mù lòa. Tại miền Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa có 300.000 người chết, dân chúng thì gồm có số người chết và bị thương từ năm 1965 đến 1973 có 1.430.000 người, và từ 1973 đến 1975 số người chết là 339.882 người và số tàn phế hơn 80.000 người. Con số người tị nạn trong nội địa vì chiến tranh là 11.260.000 người. Giai đoạn củng cố chế độ và xây dựng xã hội chủ nghĩa, các tội ác gồm giai đoạn chuẩn bị, thanh toán các đối thủ để phòng ngừa chống đối, chém giết hàng loạt các thành phần có thể chống đối chế độ. Theo báo cáo của hai học giả thuộc trường Đại học Berkeley và Carl Jackson và Jacqueline de Bazard, phổ biến vào năm 1985, sau 3 năm điều tra thì sự chém giết gồm cả thủ tiêu tức khắc hay xét xử cấp thời ngay trong lúc mới chiếm được chính quyền tối thiểu là 65.000 người. Trong số này có những vụ tàn sát tập thể như ở Phú Yên, 225 xác chôn trong một hố tại Lù Ba, 27 xác tại Hố Ngựa, 85 xác tại núi Thọ Vực, 6 xác tại Cập Sợp và 30 nạn nhân tại Cầu Dài. Có bằng chứng là các nạn nhân bị chặt đầu, đâm vào ngực, đánh bể sọ, trói lại dìm xuống nước cho chết. Tiêu diệt toàn bộ cái mà Việt Cộng gọi là giới thống trị cũ, bắt đi cải tạo 500.000 quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và theo báo cáo của Aurora Foundation năm 1990, thì 15% tù cải tạo bị chết trong các trại tạo, cải tạo vì thiếu dinh dưỡng, bệnh tật ngược đãi và hành quyết. Loại trừ hết giới tư sản bằng cách biện pháp trấn áp đối với thân thể, các chuyên viên trí thức cần thiết cho điều hành hay phát triển kinh tế xã hội hoàn toàn bị thanh toán. Cải tạo tiến lên xã hội chủ nghĩa, các chương trình cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản mại bản, tư sản dân tộc y như đã xảy ra tại Bắc Việt vào năm 1954 đã được áp dụng. Cướp đoạt tài sản của dân chúng qua các chương trình này, máy móc, kho hàng, thuốc men bị đánh cướp và chuyển ra Bắc, các tài sản tư nhân, tôn giáo bị cưỡng đoạt, nhà cửa của dân chúng bị tịch thu cho cán bộ đảng ở, còn các nạn nhân bị đuổi đi vùng kinh tế mới. Các biện pháp đổi tiền cũng nhằm trong mục tiêu này. Rất nhiều người chết, tù đày, gia đình bị phân tán. Kế đến là cải tạo ruộng đất, cũng được thi hành tại miền Nam. Tuy nhiên chương trình này bị kháng cự mãnh liệt nên không đạt được mục tiêu và loại trừ hết giới địa chủ bằng biện pháp đấu tố rùng rợn như đã xảy ra ở Bắc Việt trước đây. Về tài sản ruộng đất, dần dà cũng lọt vào tay nhà nước. Với các biện pháp này, chưa có con số thống kê về tổn thất nhân mạng. Các tội ác khác, buôn bán tự do, đàn áp và ngược đãi dân chúng rồi tạo cơ hội cho phép một số người vượt biển, bù lại những kẻ ra đi phải nộp vàng, nhà cửa cho cán bộ đảng. Nguyễn Văn Linh, sau là tổng bí thư đảng, phụ trách công tác này tại miền Nam, nộp vàng trực tiếp cho ủy viên chính trị bộ kiêm trưởng nội vụ Trần Quốc Hoàng dưới sự chỉ đạo của hai bộ tài chánh và bộ nội vụ. Hai bộ này ban hành lệnh trực tiếp cho các tỉnh miền Nam. Đảng ủy địa phương điều đình khế ước với người đứng ra tổ chức vượt biển để xác nhận lộ trình. Mỗi hành khách ghi tên phải trả là 4 lượng vàng cho trung ương. Đảng ủy trung ương qua hai bộ trên chỉ đạo các chuyến đi đăng ký chính thức. Còn các phương cách vượt biển khác như đi chui, mua bãi, đi bán chính thức là do các tỉnh ủy địa phương phụ trách. Số tiền thu được trong việc buôn bán tự do này được ước tính là 115 triệu Mỹ Kim vào năm 1978, tương đương với 2.5 tổng số lợi tức quốc gia năm đó. Ngược đãi đối với dân chúng, phối hợp với âm mưu bán tự do kiếm tiền, Đảng Cộng sản đã làm nguyên cớ thúc đẩy và đồng thời phát động phong trào cho dân chúng vượt biển. Hậu quả là khoảng trên 1 triệu người liều mạng vượt biển ra đi. Trong số này, theo một linh mục người Âu Châu, phụ trách tị nạn tại Nhật, ước tính vào năm 1984,
và ông ta đã ước tính rằng khoảng 300.000 người chết trên biển hay trên đường bộ. Vai trò thừa sai của Việt Trọng, của Việt Cộng và cái giá dân tộc Việt phải trả đóng vai trò tay sai qua Liên Xô trong âm mưu bành trướng thế lực của Cộng sản thế giới nhằm tiến tới toàn cầu hóa Cộng sản, khởi đầu từ việc đánh chiếm Cao Miên rồi đến Thái Lan qua các quốc gia ở khác như vùng Đông Nam Á rồi Nam Á, cùng với sự hỗ trợ của Liên Xô sử dụng vịnh Cam Ranh để cho hàng không mẫu hạm Minsk có thể tiến tới Ấn Độ Dương. Việt Cộng lo yểm trợ cho mũi dùi quân đội Liên Xô tiến qua A Phú Hãn, ngõ hầu kiểm soát kho dự trữ dầu quả của thế giới ở Vịnh Ba Tư. Rồi Liên Xô phải từ bỏ kế hoạch đó vì thất bại. Việc đánh chiếm Miên không thành công, Việt Cộng phải rút quân sau 10 năm chiếm đóng. Cái giá phải trả là 50.000 thanh niên Việt bỏ mạng tại đây. Tài nguyên quốc gia bị hao tổn, dù Liên Xô viện trợ quân sự có năm nhiều nhất lên tới 1 tỷ Mỹ Kim cho thừa sai Việt Cộng trong công tác này. Vấn đề lãnh hải và lãnh thổ, sang nhượng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng năm 1959 dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng nhân danh Thủ tướng Việt Cộng gửi văn thư cho Tổng lý sự vụ Chu Ân Lai xác nhận quan điểm của Trung Cộng khi họ tuyên bố vùng lãnh hải gồm Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc quyền sở hữu của họ. Đến nay thì Trung Cộng đã chiếm trọn Hoàng Sa, Trung Cộng đã xây dựng trên đó một phi trường, căn cứ quân sự và một hồ chứa nước ngọt cho quân trú phòng. Năm 1999, Trung Cộng thiết lập một dự án du lịch tại đây. Còn về Trường Sa, Trung Cộng đã chiếm cả thảy 8 đảo và đã thiết lập bia đánh dấu chủ quyền trên một đảo. Phản ứng của Việt Cộng về vấn đề lấn chiếm này chỉ có hình thức, làm mọi người thấy rằng đây là một hành vi đồng lõa với tội phạm. Không bảo vệ phần lãnh thổ phía Bắc trên 36 địa điểm chạy dài khoảng 100 cây số trong tổng số 347 cây số thuộc đường ranh biên giới từ Lạng Sơn đã bị chiếm. Tổng số diện tích đất bị chiếm vào khoảng 80.000 hecta. Có nơi Trung Cộng chiếm sâu vào nội địa Việt Nam là 480 thước. Đồn quan thuế ải Nam Quan đã đi vào nội địa khoảng gần nửa cây số. Phá rừng để làm tiền cho đảng, diện tích rừng đã giảm từ 44% xuống còn 24% vì chặt cây làm củi đun bếp, lấy đất canh tác, đặc biệt là lấy gỗ xuất cảng. Sự tàn phá rừng nhiều đến nỗi cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc phải nhảy vào viện trợ để trồng rừng lại vì sợ ảnh hưởng quá lớn đối với môi sinh, nguy hại cho thế hệ mai sau. Trận lụt ở Thừa Thiên vừa qua là bằng chứng về vụ tàn phá rừng của đảng. Xây dựng con người mới trong xã hội chủ nghĩa, phá hủy hết mọi giá trị tinh thần đạo đức truyền thống dựa trên nền tảng nhân ái, hiếu hòa và lương thiện. Để đặt nền tảng cho công tác xây dựng con người mới với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, hậu quả của gần nửa thế kỷ xây dựng một xã hội chủ nghĩa ở Bắc Việt và 1/4 thế kỷ ở Nam Việt, con người truyền thống của dân Việt không còn nữa. Tôi không biết là cần bao nhiêu thập niên, bao nhiêu thế hệ mới có thể xây dựng lại được mẫu người Việt tốt đẹp như ngày xưa. Trong mấy năm gần đây, có một số người nhân danh đảng, phái, quốc gia vận động về hợp tác với Việt Cộng bằng cách tham dự bầu cử do Việt Cộng tổ chức. Một số trí thức làm tay sai cho Việt Cộng ở hải ngoại. Và một số con buôn hô hào về xây dựng đất nước nghèo khổ, họ nhân danh dân tộc để làm công việc ấy. Những người ấy hoặc tự nguyện làm tay sai với hy vọng được hợp tác với Việt Cộng, hoặc đã được Việt Cộng nuôi dưỡng để làm công việc này. Những kẻ ấy thật sự là đồng lõa với tội ác vì đã hay đang tiếp tay cho Việt Cộng, giúp chúng tồn tại lâu hơn để tiếp tục bóc lột và đàn áp dân Việt. Họ đích thực là ngụy tị nạn. Và ai cũng biết là Việt Cộng bây giờ chỉ còn cầm cự để tồn tại lâu chừng nào hay chừng ấy. Ngày ra đi của chúng không còn bao xa, người Việt ở hải ngoại cần đề cao cảnh giác đối với các âm mưu do ngụy tị nạn này thực hiện, và mai này những kẻ ấy sẽ bị dân tộc trừng phạt đích đáng. Chương trình VNTV xin cảm tạ giáo sư Nguyễn Văn Canh rất nhiều đã cung cấp bài viết Tội ác của Cộng sản, hay đúng hơn là Cộng sản trên đất Việt. Chúng con xin cảm tạ thầy. Tổ quốc vẫn cầm tạ.